sương sương à. Cái này từ sát rồi như hả? Từ sát rồi lấy giấy. Rồi giấy đâu? Bò tơ trần chìm ở cuốn chi. Cho nước mắm chua ngọt nha. Cũng rộng nữa nè. Khoảng ngồi giãn cách đàng hoàng nha. Xong lưng mình dở. Rồi xong lưng mình đây. Quanh cái bàn luôn. Củ chi, bò củ chi, bò trần hiền củ chi. Chiến trường sẽ là những hình này. Rồi mỗi lần nhìn cái bếp than rồi, thích lắm luôn á. Làm gì vậy? Ăn miếng tỏi. Lá bốc rồi ăn ngon. Còn gì để nướng lửa? Cái này ăn sao? Này là hướng dẫn sử dụng nhanh. Đây là bò tơ của Kiều, rất là nổi tiếng. Mà bò này đó là bò Việt Nam, chứ không Mỹ, không có Úc, không có gì hết. Nên là bò ăn bò hả? Đúng là bò ha. Đúng ở Củ Chi này họ chế biến đồ ăn rất là đơn giản, không có cầu kỳ hết. Những món ăn họ là nướng nào một là hấp thôi, mà không có phải ướp gia vị này nọ nhiều giống như những cái vùng khác. Thế là cái món bò nướng chỉ cần rất là đơn giản, bò họ xắt lát rồi nhúng vào nước mắm ha. Tẩm tẩm mớ miếng nhi. Nếu mà ai thích ăn hơi mặn chút thì ngâm lâu chút, thì cái thịt này thịt tươi nè, là nước mắm nó sẽ hút vô rất là nhanh. Rồi nếu mà ai không thích ăn mặn thì nhúng sơ thôi, nhúng sơ rồi đặt lên bếp. Có nhiều người ta thích, có nhiều người ta thích ngâm vô nước mắm một lúc rồi mới ăn, mới nướng. Nhưng mà cái thịt tươi mà nó hút nước mắm nhanh lắm. Mặn á. Nên là ngâm như vậy là nướng lên nó sẽ dễ bị mặn. Em thích ăn mặn. Ăn thử đi, thích thì thử đi mà ngâm. Hai miếng bò. Đồ ăn Củ Chi nó ngon là vì nó cái chất dân dã thôi, không phải chế biến cầu kỳ. Đó, ăn chỉ như vậy thôi. Không cần phải chế biến cầu kỳ. Rồi, chờ mấy phút. Chờ nha. Chờ nhìn coi nó nè. Ngắm nó xíu đi. Còn tỏi để lên đây là cái gì? Tỏi là lát nướng, ăn tỏi nướng rất là thơm. Tỏi sống thì cực kỳ hăng mà hôi, mà tỏi nướng thì được mùi rất là thơm. Ăn nó ngon như là đậu. Cháy nước miếng. Sương sương à. Chi là vậy á, không có tẩm nước, không có gì hết á. Em có phải rau rác gì không? Tại vì cũng ăn gì ăn, ăn rau cho đỡ tốn. Thì chấm với muối tiêu, không em chấm chua ngọt đâu. Có thể chấm với, có ăn thêm kèm cái lá không? Chắc em nghĩ là ngon á. Có thể miếng mắm này, rồi cái mắm hơi bự. Dèo luôn á. Bấm một pha rất là ngon. Không nhận ở đây làm ngon thì. Có gì đó, có gì. Giờ thịt bò tươi ngon. Ngon là nhờ tươi á. Đâu có gia vị gì đâu. Sự ngon là nhờ tươi. Cái gì tươi cũng ngon. Đây, cái món
Nhiều lên, nhiều lại. Vậy hả? Ừ. Tại cái này nó chín, nó bùi bùi như khoai thôi chứ gì. Ừ. Người ta còn bóp tay nhìn nó hơi nát, họ ăn đi. Không, bóp lại đi, bóp lại nó khéo. Đẹp. Hỏi nè, nướng xong rồi. Đây nè. Chư vị kia thọt bằng đũa cái ghê quá. Mình phải ra tay. Tay mình đẹp, mình có quyền xì vô. Nói chung là thấy cũng hơi hoài nghi á, không biết ăn sao. Nói chung hơi thơm mùi tỏi chút xíu thôi, ăn được, bùi bùi ngọt ngọt. Ngọt mà. Anh nó giống như vừa vừa như đậu vừa như tỏi. Còn nó là ngọt à. Tôi mốc may tự ăn nha, không nên không thắc mắc nha. Ngọt cũng thơm. Nói chung dễ ăn hơn tỏi sống nhiều. Mình biết tỏi sống á. Ui rùm. Ngon là vì nó cái chất dân dã thôi, không phải chế biến cầu kỳ.